Những ngày gần đây, mỗi ngày sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh liên tục đón hơn 130 chuyến bay quốc tế đến với Việt Nam và có khoảng 23.000 lượt khách nhập cảnh, tăng mạnh so với các ngày trong tuần trước. Trước tình hình này, Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an đã tăng cường lực lượng hỗ trợ làm thủ tục cho hành khách quốc tế cũng như kiều bào về quê đón Tết. Lượng khách quốc tế nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất những ngày này tăng khá cao, trong đó có số lượng không nhỏ kiều bào về Việt Nam đoàn tụ với gia đình dịp Tết. Ngày 28 tháng 1 có hơn 23.050 lượt khách nhập cảnh, tăng mạnh so với con số 126 chuyến bay và 22.000 lượt khách một ngày vào tuần trước. Lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và hành lý của khách xuất nhập cảnh cũng rất lớn, tốn nhiều thời gian nhất. Dự báo dịp Tết năm nay, nhu cầu đi lại còn có thể vượt qua cao điểm Tết năm 2023, nên Cục xuất nhập cảnh đã mở hai cửa luồng xanh nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của hành khách. Người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ được các tình nguyện viên hỗ trợ tại các bàn hướng dẫn cũng như tại các khu vực băng chuyển hành lý. Nếu khách quá đông, sẽ bố trí bàn làm thủ tục riêng cho kiều bào, bố trí nhân sự làm việc liên tục 24 trên 24 giờ, bất kể ngày hay đêm, để làm thủ tục thông quan hàng hóa, hành lý cho khách nhập cảnh.